tại hồ 8 giờ đi làm. Nhưng mà chưa cho những ai nào bệnh chứ sao không? Chắc thường là 7 giờ xong rồi thì gặp hát được thôi. Chỉ cần lưu xong mấy. Còn còn ăn lên. Còn ăn. Còn ở đêm qua sáng đi lễ hát mấy bài cũ như mình đứa đứa nào độc thân anh chỉ anh còn độc thân mà hai đứa mày độc thân không ra làm đúng không vậy bây giờ như tao có vợ tao đứng làm không sao mà tụi bay mấy người đâu là phải thật lo đâu trời người có vợ là sai vợ sai vợ chung với sai nè anh chị chưa có chọn ra ai mà chứ phải nói là Huyền ơi hay là Hạc ơi đứng lên anh chị kìa nói về Huyền nói Hạc ơi lấy cái ăn không em phở mà anh sợ có người buồn cho nên thôi đi làm cho rồi không cái tô đâu hiểu cơm không cô lấy trong cái washer kia kìa, trong cái washer á. Rồi viết vô website để rất là rõ. Bạn có hai người cứ chạy thoải mái, không cần cái thô thác, không cần cái phát lại. Thì hôm qua hai bố con vào đó mà cũng hôn ra. Để cho mình cũng biết lại đấy. Đi ngồi đây nào. Đi ngồi đây. Mà gì gì làm mình biết rồi cho mình cũng làm một thời gian thôi. Quay phim hại em nói ở trên đó không. Facebook mấy anh nói quay lại quay hạ để giới thiệu cho anh của ha, mấy anh đó anh Lạc á để coi thử coi anh đừng có quay bậy luôn. Anh không xóa Photoshop. Bây giờ uống nè, bây giờ mới uống nè. Có người bạn ở La Nai đấy. La Nai cũng một chiếc chi mà phía bên kia là phía bên kia là thì vô 10 cục luôn hả? 5 thôi. Cục cái này chưa hết. Ôi 5 mà rẻ quá chứ. 5 hả? 5. À, 5 thêm 10. Em là cái ban mà anh kêu 5 là kêu rẻ mà. Giờ có được mất ngủ nữa. 5 thêm 10 à? Không, đúng trời ơi, đúng chị. Hả? Chết cha. Chết mẹ. Đâu có, nó đo vậy thôi. À nó cứ đầu tiên. Nó thêm 10 thiệt. Nó đầu tiên cho mình. 5 thêm 10. Nó có thiệt tình. Thôi, anh nhớ cho chú Tuyền rồi. Em đâu có nhớ đâu, em cũng có kiếm coi cho chắc ăn. Vẫn thua là thua. Trời. Có một